Nhân chứng kể lại vụ phát hiện thi thể ở quán karaoke An Phú. Người đàn ông cầm dao đứng giữa đường nói chuyện với tài xế xe khách ở thành phố Hồ Chí Minh. Xe khách gặp tai nạn khiến một người tử vong ở Điện Biên có con hạn đăng kiểm hay không? Nga thả xích thợ săn đêm, can quét cất, quyết diệt tận gốc quân Ukraine xâm nhập lãnh thổ. Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức mới nhất trên kênh YouTube của chúng tôi. Vừa rồi là những nội dung chính có trong chương trình và ngay bây giờ sẽ là phần nội dung chi tiết. Đến 14 giờ 30 phút ngày 16 tháng 10, các đơn vị thuộc công an tỉnh Bình Dương đang xác minh làm rõ danh tính người đàn ông được phát hiện tử vong ở quán karaoke An Phú nơi từng xảy ra vụ cháy làm 32 người tử vong có địa chỉ tại phường An Phú, thành phố Thuận An, Bình Dương. Bước đầu xác định nạn nhân tử vong là nam giới chưa rõ danh tính. Hiện có nhóm người dân đã liên hệ với cơ quan công an để nhận dạng nạn nhân tử vong. Trước đó, nhóm người này đã đăng thông báo tìm người đàn ông tên là LQL là người nước ngoài đi khỏi nhà từ ngày 14 tháng 9 và không mang theo điện thoại. Ông LQL đi khỏi nhà ở khu dân cư Việt Sinh cách hiện trường quán karaoke An Phú khoảng 2 km và đến nay chưa trở về. Khi đi, ông LQL mặc quần ngắn màu đen, áo thun ngắn tay màu sáng. Ông LQL đi khỏi nhà trong trạng thái bị trầm cảm nặng, hay nói chuyện một mình không tỉnh táo. Người thân đã đang thông báo tìm ông LQL nhưng đến nay vẫn chưa thấy. Ngày 16 tháng 10, người thân nhận tin báo tìm thấy thi thể người ở quán karaoke An Phú, được miêu tả quần áo khá giống với ông LQL. Hiện người thân đã liên hệ với cơ quan công an để nhận diện, thực hiện các thủ tục xét nghiệm nhằm xác định chính xác nhân thân của nạn nhân. Trước đó vào ngày 15 tháng 10, anh NVT, sinh năm 1994, làm nghề sáng tạo nội dung trên YouTube đi quay phim khám phá Gần trưa ngày 15 tháng 10, anh Tê điều khiển xe máy từ quê An Giang đến cơ sở karaoke An Phú bị cháy trước đó nay đã bỏ hoang để quay phim. Khi đến nơi, anh Tê dựng xe rồi đi vào bên trong cơ sở để quay phim khi đi sâu vào bãi xe phía trong quán thì anh phát hiện ra một bàn tay người từ khỉu tay đến bàn tay đang bị phân hủy và một đầu người nổi lên đang phân hủy dưới hố ga do sợ nên anh tê đi ra ngoài và về quê an giang sau khi về quê thì nhận thức là cần báo để cơ quan công an xác minh làm rõ nên anh tê đã gọi điện thoại báo tin cho công an phường an phú về phát hiện trên anh tê chia sẻ khi phát hiện phần thi thể người tôi rất hoảng sợ chạy ra ngoài và về an giang luôn trong ngày Tôi về nhà băn khoăn, không biết thi thể người mất là ai. Tôi nghĩ thi thể không phải trong vụ hỏa hoạn vì cơ quan công an đã điều tra kỹ. Người này có thể là ở một vụ việc khác. Vì vậy tôi đã gọi điện báo tin cho công an phường An Phú để xác minh điều tra làm rõ. Theo nhận định, thi thể mới được phát hiện này không liên quan đến vụ cháy ca đạo OK vào tháng 9 năm 2022. Thời điểm xảy ra vụ cháy, công an đã khám nghiệm, kiểm tra rất kỹ hiện trường, xác định số người thiệt mạng là 32%. Hiện trường sau đó cũng được niêm phong, nhưng thời gian gần đây cửa bị bung ra, một số người đã ra vào. Hiện vụ việc đang được các đơn vị chức năng phối hợp làm rõ. Ngày 16 tháng 10, công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đang xác minh vụ một người đàn ông cầm dao nói chuyện với tài xế xe khách trên đường ở thành phố Hồ Chí Minh. Cùng ngày, mạng xã hội chia sẻ clip ghi lại cảnh người đàn ông cầm dao nói chuyện với tài xế xe khách tại quốc lộ 1 đoạn trên cầu vượt trạm 2, phường Tân Phú, thành phố Thủ Đức. Theo chia sẻ từ người quay clip, anh này cho biết khoảng 9 giờ ngày 14 tháng 10, anh chạy xe trên quốc lộ 1 hướng ngã tư An Sương về khu du lịch Suối Tiên. Khi đến cầu vượt chạm hay, xe tải và xe khách bất ngờ dừng giữa đường, khiến xe anh cùng với nhiều phương tiện phía sau không thể di chuyển. Sau đó, một người đàn ông bước xuống xe tải, trên tay cầm dao, đến nói chuyện với tài xế xe khách. Một lúc sau, một người đàn ông khác đến can ngăn, người này mới cất hung khí rồi rời đi. Sáng ngày 16 tháng 10, công an huyện Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình đã cử cán bộ vào bệnh viện Trung ương Huế để thăm hỏi, nắm tình hình sức khỏe và làm việc với ông Ngô Văn Lư, 55 tuổi, ở xã Ngư Thủy, huyện Lệ Thủy, người bị hành hung phải nhập viện sau khi làm thơ đăng Facebook thu hút sự quan tâm của dư luận. Ông Lư đang được điều trị tại khoa Ngoại thần kinh, bệnh viện Trung ương Huế. Theo bệnh viện Trung ương Huế, lúc vào viện, bệnh nhân khai rằng bị hành hung nhưng không rõ bị hành hung bằng gì. Hiện tại tỉnh táo, đau ngực vừa, bầm tím mắt phải, không có dấu hiệu thần kinh khu chú. Kết quả chụp CT ngực cho thấy có dập phổi hai bên sát thành ngực. Và hôm nay ông Lư được tái khám mắt theo lịch hẹn của bác sĩ. Trao đổi với phóng viên báo người lao động khi nằm trên giường bệnh trong thể trạng mệt mỏi, ông Lư cho biết sức khỏe của ông đã có hồi phục nhưng đầu vẫn còn choáng vì chấn động nặng do bị hành hung sau khi làm thơ đăng Facebook. Ông Lư cho biết mình bị các đối tượng hành hung tấy tấp vào nửa đầu bên phải, nên đến nay mở mắt phải ra là có cảm giác mù, choáng Ông Lư bức xúc, nói chung là toàn thân tôi đều bị chúng hành hung, nhưng nhiều nhất là ở sau lưng, nên nay vẫn bị đau nhức Theo ông Lư, vào khoảng 20 giờ đến 20 giờ 30 phút ngày 10 tháng 10, khi vợ và cháu nội của ông đang ngồi ăn cơm trong nhà, thì có người đến gọi cửa. Đứa cháu nghe thấy liền gọi ông ra xem, cứ tưởng ai đó gọi cửa để hỏi việc, nên ông Lư đến mở. Tôi mới hé mở cửa ra thì các đối tượng sộc vào nhà và hành hung tôi tới tấp. Đó là hành vi rất côn đồ, xem thường tính mạng người khác. Tôi mong muốn cơ quan công an làm tới nơi tới chốn, trừng trị những đối tượng côn đồ theo quy định của pháp luật, ông Lư đề nghị. Nói về mục đích làm thơ đăng Facebook, ông Lư cho biết giải bóng truyền thể hiện tinh thần quê hương, xóm làng đoàn kết, người dân các thôn xóm đều cảm thấy vui vẻ ông lư nói thêm tôi không có bức xúc gì hết thấy người thôn trong thôn ngoài phản đối khi giải đổi luật chơi người dân không chơi nữa và bỏ về tôi là một nông dân tuổi đã lớn nên làm bài thơ cho vui vậy thôi nhưng không ngờ lại bị những người này hành hung ngoài ảnh hưởng sức khỏe từ khi bị hành hung đến nay khiến cuộc sống gia đình ông lư bị ảnh hưởng nặng nề vì phải nhập viện không thể lao động kiêm sống vợ và con trai của ông lư cũng phải bỏ việc để vào chăm ông Do chứng kiến cảnh ông nội bị hành hung dã man nên đứa cháu nội của ông Lư có ảnh hưởng tâm lý, luôn lo sợ, đặc biệt là khi gặp người lạ. Như báo người lao động phản ánh, có khoảng 7-8 người ở thôn Liêm Tiến, xã Ngư Thủy đi hai ô tô ập vào nhà ông Lư và hành hung ông chấn thương. Nguyên nhân ông Lư bị hành hung xuất phát từ câu chuyện vào ngày 9 và ngày 10 tháng 10. Hội Nông dân xã Ngư Thủy tổ chức giải bóng truyền do công tác tổ chức không chặt chẽ dẫn đến việc xảy ra mâu thuẫn. Sau đó các đội bóng khiếu nại ban tổ chức và từ bỏ giải đấu. Chính vì thế ông Lư đã viết một bài thơ châm biếm kể về giải bóng truyền này và đăng lên tài khoản Facebook cá nhân của mình. Sau đó ông bị nhóm người đến nhà hành hung phải nhập viện. Sau gần một tháng xét xử, ngày mai, ngày 17 tháng 10, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đưa ra phán quyết đối với bị cáo Trương Mỹ Lan cùng 33 bị cáo khác trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2. Trước đó, trong phần luận tội, đại diện Viện Kiểm sát Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị án trung thân cho bị cáo Trương Mỹ Lan là cựu chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Vạn Thịnh Phát về ba tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Các bị cáo khác bị đề nghị mức án từ 15 tới 27 năm tù, riêng chồng của bị cáo Lan là Chu Lập Cơ bị đề nghị 24 tới 30 tháng tù về tội rửa tiền và cháu gái Trương Huệ Vân bị đề nghị từ 6 tới 7 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tại phần tranh luận, sau khi nghe phần bào chữa của luật sư và các bị cáo, viện kiểm sát khẳng định các bị cáo trong vụ án được sắp xếp làm việc tại những công ty thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB, đảm nhiệm công việc nhất định và phối hợp làm việc với nhau trong thời gian dài theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan hoặc cấp trên. Hành vi của họ đã tạo điều kiện cho bị cáo Lan thực hiện chuỗi hành vi phạm tội và việc xác định họ là đồng phạm là có căn cứ. Mặc dù Trương Mỹ Lan phủ nhận ý định chiếm đoạt tài sản và khẳng định chỉ dùng tiền cho hoạt động kinh doanh, tuy nhiên, viện kiểm sát đã đưa ra bằng chứng cho thấy tiền rút từ SCB được sử dụng sai mục đích, chuyển về nhà riêng bị cáo hoặc trả nợ. Bị cáo Lan có quyền lực tuyệt đối chi phối mọi hoạt động tài chính và chỉ đạo việc phát hành trái phiếu trái phép. Trong vụ án này, bị cáo Lan có vai trò cao nhất chịu trách nhiệm toàn bộ. Các bị cáo khác chỉ làm theo chỉ đạo của cấp trên, làm công hưởng lương và làm theo từng công việc cụ thể được giao. Tại phiên tòa, Viện Kiểm sát cũng ghi nhận nhiều tình tiết giảm nhẹ, thái độ chuyển biến của bị cáo Trương Mỹ Lan, ý thức khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, xét tính chất mức độ của vụ án vẫn cần áp dụng mức hình phạt cao nhất của tội danh bị truy tố với bị cáo Trương Mỹ Lan là trung thân. Tại tòa, Trương Mỹ Lan đồng ý dùng toàn bộ tài sản để khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, đại diện viện kiểm sát cho rằng đây mới chỉ là phương án, chủ trương bằng lời nói, cần thêm thời gian để có kết quả. Trước đó, xét xử sơ thẩm giai đoạn 1, bị cáo Trương Mỹ Lan bị tuyên phạt tử hình về các tội tham ô tài sản, đưa hối lộ và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Tòa cũng tuyên buộc bị cáo Trương Mỹ Lan bồi hoàn toàn bộ thiệt hại đối với 1.243 khoản vay còn dư nợ tại SCB, khấu trừ số tiền các bị cáo đã nộp lại, buộc bị cáo phải bồi hoàn số tiền hơn 673.000 tỷ đồng. Đối với các tài sản khoản tiền mà hội đồng xét xử xác định để khắc phục, bảo đảm nghĩa vụ cho bị cáo Trương Mỹ Lan trong toàn bộ vụ án là bao gồm vụ án này và các vụ án khác của các giai đoạn tiếp theo nhưng ưu tiên thi hành án cho các bị hại liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong việc phát hành trái phiếu. Theo báo Dân Chí vào chiều ngày 16 tháng 10, quân đội vận hành phá quân sự phục vụ người đi bộ và xe hai bánh tại khu vực vừa cắt cầu phao phong châu Phú Thọ, theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, phà quân sự bắt đầu chở người đi bộ và người đi xe hai bánh qua sông Hồng từ 14 giờ đến 20 giờ ngày 16 tháng 10. Các ngày tiếp theo, phà sẽ hoạt động trong khung 6 giờ đến 20 giờ. Quân đội đưa phà quân sự hoạt động trở lại sau khi buộc phải cắt khẩn cấp cầu phao Phong Châu từ sáng ngày 16 tháng 10 do nước sông Hồng dâng cao chảy xiết. Phà quân sự do Lữ đoàn 249 binh chủng công binh vận hành, mỗi chuyến chở được khoảng 50 người và phương tiện trong thời gian đóng cầu phao phong châu những người di chuyển bằng ô tô giữa huyện tam nông với huyện lâm thao thành phố việt trì sẽ phải đi vòng qua cầu ngọc tháp xa hơn 40 đến 50 km vị trí lối lên xuống và quân sự ở địa bàn xã hương nộn huyện tam nông tại km 75 +630 quốc lộ 32 bên phải tuyến địa bàn xã phùng nguyên huyện lâm thao tại km 17 +735 quốc lộ 32c bên trái tuyến trong lần vận hành trước đó, quân đội yêu cầu 100% người dân lên phà qua sông Hồng phải mặc áo phao và tuân thủ sự hướng dẫn điều tiết của lực lượng chức năng. Phà quân sự vận hành ở khu vực lắp cầu phao Phong Châu cách vị trí cầu bị sập vào sáng ngày 9 tháng 9 vừa qua khoảng 400 mét. Theo báo Giao thông, vụ tai nạn xảy ra trên tuyến quốc lộ 4H, xã Ma Thị Hồ, huyện Mường Trà, Điện Biên khiến một người tử vong tại chỗ, 17 người bị thương liên quan đến vụ tai nạn giao thông xảy ra vào lúc 5 giờ 30 phút ngày 16 tháng 10 tại km 13 200 quốc lộ 4H thuộc bản Hủy Mỹ, xã Ma Thị Hồ, huyện Mường Trà Điện Biên. Theo tra cứu thông tin phương tiện cho thấy, ô tô khách có dừng nằm, biển kiểm sát 27B00425 nhãn hiệu Hyundai, năm sản xuất 2010 tại Hàn Quốc. Chủ phương tiện là công ty vận tải ô tô Điện Biên có địa chỉ tại tổ 13, phường Thanh Bình, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Chiếc xe được đăng kiểm gần nhất là vào ngày 6 tháng 5 năm 2024 tại Trung tâm Đăng kiểm Xe Cơ giới 8801S ở Vĩnh Phúc, hạn kiểm định đến ngày 5 tháng 11 năm 2004. Như vậy, thời điểm xảy ra vụ tai nạn, phương tiện còn hạn đăng kiểm. Trước đó, như báo giao thông đã đưa tin, xe khách biển kiểm sát 27B-004XX do anh Trần Văn Dạo, sinh năm 1974, trú tại Thượng Trưng, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc điều khiển theo hướng Mường Trà, Nậm Pồ, Điện Biên, đâm vào ta lùi dương bên phải đường. Bước đầu nhận định do xe đang đi xuống dốc thì bị mất phanh. Hậu quả vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong tại chỗ, 17 người bị thương, xe cách hư hỏng nặng. Thông tin từ báo Tiền Phong, Ủy ban Nhân dân Phường Mũi Né xử phạt số tiền là 1,5 triệu đồng đối với ông NVN, 36 tuổi, chú khu phố 14, phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, là chủ quán cà phê Jeju ở phường Mũi Né vì hành vi thải bỏ chất thải nhựa phát sinh từ sinh hoạt xuống biển. Ủy ban Nhân dân phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông NVN là chủ quán cà phê Jeju ở phường Mũi Né vì để nhân viên ném ly nhựa đã sử dụng xuống biển. Theo đó, Ủy ban Nhân dân phường Mũi Né xử phạt số tiền 1,5 triệu đồng đối với ông N.V.N. 36 tuổi, chú khu phố 14, phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết vì hành vi bỏ chất thải nhựa sinh hoạt xuống biển thuộc khu phố 10, phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết. Tại buổi làm việc với cơ quan chức năng, ông N.V.N. nhận thức rõ hành vi vứt rác thải bừa bãi là sai quy định, làm ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Hiện nay, quán cà phê Jeju cũng đã cho người dọn dẹp vệ sinh, thu gom rác, trả lại hiện trạng môi trường khu vực như ban đầu. Chủ quán cà phê Jeju cam kết không xả rác thải xuống môi trường biển. Trước đó vào tối ngày 13 tháng 10, nhân viên quán cà phê Jeju do ông NVN làm chủ có hành vi vứt ly nhựa đã sử dụng xuống biển. Vụ việc đã được du khách ghi lại, đưa lên mạng xã hội và bị cộng đồng mạng đòi tẩy chay quán cà phê Jeju vì không đồng tình với hành động trên. Quán cà phê Jeju khai trương vào ngày 5 tháng 10. Theo lời giới thiệu của cơ sở dịch vụ này, quán được thiết kế mang phong cách đặc trưng của đảo Jeju tại Hàn Quốc. Quán có tầm nhìn hướng về biển nên trở thành nơi để du khách tận hưởng không khí từ biển cả và thưởng thức cà phê. Thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống cho biết, miền Trung đang mưa rông, mô hình độ ẩm đất cho thấy đã gần bão hòa trên 85% hoặc đạt trạng thái bão hòa. Cảnh báo trong vòng 3 tới 6 giờ tới, nhiều khu vực tiếp tục có mưa, nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở đất. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong vòng 3 giờ qua, tức là từ 11 giờ đến 14 giờ ngày 16 tháng 10, khu vực các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Lâm Đồng, Bình Định và Bình Thuận có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to như Châu Bình Nghệ An 60,4 mm, Hồ Đồng Chùa Thanh Hóa 31,6 mm, Lộc Thành Bảo Lâm 88,8 mm. Lộc Ngãi Lâm Đồng 47,8 mm, Vĩnh An Bình Định 82,2 mm, Giao Huỳnh 67 mm, Suối Kiết Bình Thuận 41,2 mm, vân vân. Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa trên 85% hoặc đạt trạng thái bão hòa. Cảnh báo trong vòng 3 tới 6 giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20 tới 50 mm, có nơi trên 80 mm. Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều huyện. Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân, gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện phá hủy các công trình dân sinh kinh tế, gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế xã hội. Kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý ra soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí sung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh ứng phó. Dự báo thời gian mưa lớn tập trung tại Nam Bộ Thông tin từ báo Lao động cho hay, theo Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, trong những ngày tới, mưa rông vẫn duy trì ở Nam Bộ, Chiều ngày 16 tháng 10, kết hợp theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị xét và ảnh radar thời tiết cho thấy mây đối lưu vẫn còn tồn tại trên khu vực tỉnh Bình Phước, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Địa Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh. Trong khoảng 4 giờ tới, những vùng mây đối lưu này sẽ gây mưa rào và rông cho khu vực nói trên, sau đó tiếp tục phát triển mở rộng gây mưa cho các tỉnh lân cận. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh. Hình thế gây mưa rông là do áp cao lạnh lục địa có cường độ ổn định, dạnh áp thấp xích đạo có trục qua khu vực Nam Bộ, nhiễu động gió đông trên cao tác động tốt đến thời tiết Nam Bộ. Dự báo tình hình thời tiết trong 24 tới 48 giờ tới, áp cao lạnh lục địa có cường độ suy yếu chậm, dạnh áp thấp xích đạo có vị trí và cường độ ít thay đổi, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Bắc Trung Bộ, nhiễu động gió đông trên cao duy trì trên khu vực Nam Bộ. Áp cao lạnh lục địa từ ngày 19 tới ngày 20 tháng 10 tăng cường trở lại phía bắc nước ta. Dạnh áp thấp xích đạo có xu hướng hoạt động tốt trở lại, nâng trục chậm lên phía bắc và có vị trí khoảng 7 tới 10 độ vị bắc. Nhiễu động gió đông trên cao hoạt động tốt và duy trì trên khu vực nam bộ. Áp cao cận nhiệt có trục qua bắc bộ, bắc trung bộ. Do đó xác suất mưa tại Nam Bộ vẫn cao, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20 tới 40 mm, cục bộ có nơi trên 80 mm, cảnh báo nguy cơ mưa cục bộ cường suất lớn trên 80 mm trong vòng 6 giờ. Khi cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2024 đang ngày càng đến gần, một vết nứt nội bộ có vẻ như đang âm thầm diễn ra bên trong Nhà Trắng. Căng thẳng giữa tổng thống Joe Biden và chiến dịch tranh cử của phó tổng thống Kamala Harris đang gia tăng, với nhiều thông tin cho thấy mối quan hệ này đã bắt đầu xuất hiện những vấn đề đáng lo ngại. Theo một báo cáo của Axios, có sự hiểu lầm và bất đồng ngày càng lớn giữa Nhà Trắng và đội ngũ tranh cử của bà Harris. Các phụ tái cấp cao của Tổng thống Biden vốn đang phải vật lộn với việc chấp nhận rằng Tổng thống đã bị loại khỏi nỗ lực tái tranh cử, cho rằng họ cảm thấy buồn và khó khăn trong việc chuyển đổi vai trò từ một vị trí quyền lực sang vai trò hỗ trợ trong chiến dịch tranh cử của Phó Tổng thống Harris. Một đồng minh của bà Harris đã nhận định rằng họ quá cảm tính khi phản ứng trước những thay đổi này. Diễn biến trên không chỉ dừng lại ở những cảm xúc cá nhân, một vấn đề nổi bật là sự thiếu phối hợp giữa Nhà Trắng và chiến dịch tranh cử của bà Harris theo báo cáo, các trợ lý của nhà trắng không phối hợp đủ chặt chẽ để điều chỉnh thông điệp và lịch trình của tổng thống Biden nhằm hỗ trợ tối đa cho chiến dịch của phó tổng thống. điều này dẫn đến những tình huống không mong muốn, như khi tổng thống Biden tổ chức một cuộc họp báo bất thường vào thời điểm bà Harris đang tham gia một sự kiện quan trọng ở Michigan. một sự kiện đáng chú ý khác là sự khen ngợi của tổng thống Biden đối với thống đốc bang Florida, Don DeSantis, trong khi bà Harris vừa chỉ trích ông về việc không trả lời điện thoại của mình. Theo các nguồn tin, Tổng thống Biden không được thông báo về những bình luận của bà Harris trước khi phát biểu, cho thấy một lỗ hồng lớn trong việc phối hợp thông tin giữa hai bên. Bên cạnh những căng thẳng này, một số nhân viên trong Nhà Trắng cảm thấy không thoải mái khi những người trong đội ngũ của Tổng thống Biden gia nhập chiến dịch của bà Harris. Họ lo ngại rằng mình bị gắn mác là không trung thành. Những rạn nứt này chỉ làm gia tăng sự chia rẽ trong nội bộ, trong khi một số nhân viên lo lắng về tương lai chính trị của mình. Dù những căng thẳng này đang diễn ra, hầu hết các phụ tá trong Nhà Trắng vẫn khẳng định rằng họ sẽ ủng hộ bà Harris trong cuộc bầu cử sắp tới. Một trợ lý Nhà Trắng cho biết Nhà Trắng đang thiếu một người có thể nhận thấy mọi việc sẽ ảnh hưởng như thế nào đến chiến dịch, cho thấy sự cần thiết phải có một kế hoạch phối hợp rõ ràng hơn giữa hai bên. Để đáp lại những lo ngại này, Phó Thư ký Báo chí Nhà Trắng Andrew Bates đã nhấn mạnh rằng Tổng thống Biden vẫn thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ dành cho bà Harris và đã thực hiện những thay đổi cần thiết để hỗ trợ chiến dịch của bà. Ông Bates nêu rõ, chúng tôi đã thực hiện những thay đổi đáng kể để đảm bảo nhóm của Phó Tổng thống Harris có tất cả sự hỗ trợ và nguồn lực mà họ cần. Thông tin từ báo Vietnamnet cho hay, không quân Israel vào dạng sáng ngày 16 tháng 10 đã thực hiện đòn không kích nhằm vào khu vực Dahieh ở ngoại ô Beirut, Lebanon, nơi được cho là Hezbollah đặt vũ khí tại đó thời báo israel dẫn thông cáo từ lực lượng phòng vệ nước này idf cho biết cuộc không kích lần này là hoạt động tác chiến của không quân israel với sự hỗ trợ từ các cơ quan tình báo tel aviv thông cáo của idf trên mạng xã hội x viết các chiến đấu cơ của không quân israel dưới sự hỗ trợ thông tin chính xác từ cục tình báo đã tấn công vào kho vũ khí chiến lược được hezbollah cất giấu dưới lòng đất ở khu vực dahie thuộc vùng ngoại ô beirut lebanon Trước khi cuộc không kích diễn ra, chúng tôi đã thực hiện một số biện pháp nhằm giảm thiểu thương vong cho dân thường. Đoạn video được trang tin al Majadin của Libanon công bố, sau đó đã xác nhận không quân Israel tấn công vào vùng ngoại ô Beirut sáng ngày 16 tháng 10. Israel tuyên bố hạ chỉ huy drone của Hamas tại Gaza. Bưu điện Jerusalem vào sáng ngày 16 tháng 10 đưa tin các chiến đấu cơ của Israel với sự hỗ trợ tọa độ từ lữ đoàn pháo binh số 454 đã vô hiệu hóa chỉ huy Hamas Mamau al -Mathau. Thông tin từ quân đội Israel cho hay, Mahmoud al-Mahdou là chỉ huy đơn vị thiết bị bay không người lái drone của phong trào Hamas ở phía bắc giải Gaza. Al-Mahdou chịu trách nhiệm theo dõi các hoạt động liên quan tới việc drone tấn công vào lãnh thổ và binh sĩ Israel. Hiện Hamas chưa phản hồi về những thông tin được tờ Bưu điện Jerusalem trích dẫn. Trang đời sống và pháp luật đưa tin, sau hơn 2 tháng giao tranh khốc liệt ở Kursk, Nga được cho là đã thân tốc, giành lại nhiều phần lãnh thổ trong những khu vực mà Ukraine nắm quyền kiểm soát trước đó. Hãng thông tấn TASS dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga vào ngày 15 tháng 10 cho hay trực thăng MI-28NM của nước này đã tấn công vào quân nhân và thiết bị của Ukraine tại khu vực biên giới thuộc vùng Kursk. Theo báo cáo của Bộ Điều khiển Không lưu Tiền phương, quân nhân và thiết bị quân sự bọc thép của Ukraine đã bị phá hủy trong cuộc tấn công. Báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ, phi hành đoàn không quân trên trực thăng MI-28NM đã tấn công quân nhân và xe bọc thép của Ukraine tại khu vực biên giới của vùng Kursk bằng vũ khí không kích. Cuộc tấn công được thực hiện bằng tên lửa không quân vào các mục tiêu do thám của đối phương. MI-28NM được mệnh danh là thợ săn đêm, là trực thăng tấn công được thiết kế để tìm kiếm tiêu diệt xe bọc thép, mục tiêu trên không và nhân lực của đối phương. Trực thăng này có chiều dài là 17,01 m, chiều dài cánh quạt trên thô tô là 8,6 m, chiều cao 3,82 m, trọng lượng rỗng đạt gần 8,1 tấn, trọng lượng cất cánh tối đa là 10,4 tấn được trang bị hai động cơ cánh quạt là Kalimov TV3 117 VMA với công suất là 1.950 mã lực một chiếc, vì vậy MI-28NM có thể bay với vận tốc tối đa là 300 km h và tầm hoạt động lên tới 1.100 km. Mi-28NM có thể mang theo một pháo Sipunov 2A42 cỡ nòng 30 mm với 250 viên đạn, bốn giá treo vũ khí ở hai bên cánh dành cho tên lửa chống tăng không đối đất ATACV, tên lửa không đối không IGLV, hệ thống phóng rocket S13 cỡ 122 mm hoặc hai thùng súng máy UPK23 tùy theo nhiệm vụ tổ lái được giao. Về tình hình giao tranh ở Kursk, kênh tình báo nguồn mở Dipset của Ukraine thông tin lực lượng Nga vẫn tiếp tục phản công ở khu vực này trong ngày thứ Năm liên tiếp, tính đến ngày 14 tháng 10, giành lại được khoảng hơn 119 km vuông lãnh thổ từ phía quân đội Ukraine. Có nhiều báo cáo khác nhau về thành công của Nga trong chiến dịch phản công ở Kursk, trong đó chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Akmat Abdi cho biết lực lượng nước này đã giành lại một phần hai lãnh thổ do Ukraine kiểm soát trước đó. Tuy nhiên, Dipset cho biết Ukraine đã mất khoảng một phần tư lãnh thổ đã kiểm soát được ở Kursk vào thời điểm đỉnh điểm hồi tháng 8. Trong khi đó, kênh Telegram Acha vào ngày 15 tháng 10 thông tin rằng Nga đã giải phóng các ngôi làng Liu và Tonsiluk lân cận. Kênh này nói thêm rằng một đơn vị đồn trú của Ukraine ở Ongokka xa hơn về phía bắc vùng Kurs, đã gần như bị phá hủy. Các blogger quân sự ủng hộ Nga cũng cho biết quân đội nước này đã kiểm soát được Chekaskaya Konopenka, phía đông nam trung tâm hành chính của quận gia Tuần trước, Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine thông tin Nga đã tái triển khai khoảng 50.000 quân tới khu vực Kursk, mặc dù điều này đã làm suy yếu vị thế của Nga trên chiến trường. Trong khi đó, Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISV có trụ sở tại Mỹ nhận định rằng điều kiện thời tiết và địa hình lầy lội có thể là một yếu tố khiến Nga quyết định tăng cường phản công ở Kursk.